chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Bính Ngọ sinh 1966, bất ngờ nhận lộc trời ban, trúng số liên tiếp, tiền về tới tấp, đổi đời giàu nhanh chóng mặt, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều kỳ diệu đang chờ đón tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch 2024 này. Trong tháng 9 âm lịch này, hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những cơ hội lớn, những may mắn bất ngờ và đặc biệt là nguồn tài lộc dồi dào. Tháng 9 âm lịch không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trong năm, mà còn là một bước ngoặt quan trọng. Đây là thời điểm mà những nỗ lực và kiên trì trong quá khứ của tuổi Bính Ngọ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nếu bạn đã trải qua những tháng ngày đầy thử thách và áp lực, thì đây chính là lúc để bạn thu hoạch trái ngọt, những cơ hội mới sẽ xuất hiện trước mắt bạn, mở ra cánh cửa đến với thành công và thịnh vượng. Chỉ cần bạn nắm bắt đúng thời điểm và biết cách tận dụng những điều may mắn, cuộc sống của bạn sẽ chuyển mình theo chiều hướng tích cực. Bạn có thể cảm nhận được sự dồi dào của tài lộc và chắc chắn rằng tiền bạc sẽ ùn ùn đổ về, giúp bạn thỏa sức chi tiêu và hưởng thụ những gì mình mong muốn. Tuy nhiên, để có thể tận dụng tốt những điều tốt đẹp này, bạn cần phải biết một bí mật quan trọng, đó chính là sự chuẩn bị và thái độ sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Có thể sẽ có những yếu tố bất ngờ trong cuộc sống, nhưng với sự tỉnh táo và tự tin, bạn hoàn toàn có khả năng biến những thách thức thành những bước đệm vững chắc trên con đường đi tới thành công. Hãy cùng chờ xem những điều thú vị nào sẽ diễn ra trong tháng 9 âm lịch này dành cho tuổi Bính Ngọ sinh 1966 nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích từng phương diện từ công danh, sự nghiệp đến tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe để giúp bản mệnh chuẩn bị cho một tháng tràn đầy may mắn và thịnh vượng. Hãy đón xem và không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào nhé. Người tuổi Bính Ngọ sinh 1966 thường mang trong mình một tâm hồn tự do, phóng khoáng và đầy nhiệt huyết. Họ không chỉ yêu thích sự tự do mà còn luôn khao khát khám phá thế giới xung quanh. Cuộc sống của họ giống như một hành trình không ngừng nghỉ, nơi mà mỗi ngày đều mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Những người này thường được biết đến với sự thông minh, nhạy bén và khả năng ứng biến linh hoạt. Họ có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, giúp họ dễ dàng tìm ra giải pháp cho những khó khăn trong cuộc sống. Bính Ngọ có tấm lòng nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ tin vào sức mạnh của tình yêu thương và sự sẻ chia với họ. Thành công không chỉ được đo bằng tiền bạc hay địa vị xã hội, mà còn bởi những mối quan hệ tốt đẹp mà họ xây dựng được. Họ có khả năng kết nối mọi người lại với nhau, tạo ra một bầu không khí ấm áp và thân thiện. Những cuộc gặp gỡ với Bính Ngọ thường tràn đầy tiếng cười và niềm vui, bởi họ có khiếu hài hước tự nhiên và khả năng làm cho người khác cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng với Bính Ngọ. Họ cũng phải đối mặt với những thử thách và khó khăn, đôi khi là những vấp ngã mà nhiều người không thể hiểu. Mặc dù có thể tỏ ra mạnh mẽ và tự tin, nhưng sâu bên trong họ cũng có những nỗi lo âu và bất an. Họ sợ thất bại, sợ mất đi những gì mình đã xây dựng, và điều này đôi khi khiến họ trở nên căng thẳng và lo lắng. Thế nhưng, chính những khó khăn đó đã giúp họ trưởng thành hơn. Họ học được cách kiên nhẫn chịu đựng và đứng dậy sau mỗi cú ngã. Những trải nghiệm này không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống, mà còn giúp họ phát triển thành những con người mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Người tuổi Bính Ngọ thường có sự nhạy cảm cao đối với môi trường xung quanh. Họ dễ dàng nhận thấy những điều nhỏ nhặt mà ít ai để ý. Từ cảm xúc của người khác cho đến những biến đổi trong không khí xung quanh, điều này giúp họ xây dựng được mối quan hệ tốt với mọi người, nhưng cũng đôi khi khiến họ trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương. Họ cần thời gian để lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của chính mình, và điều này đôi khi trở thành một hành trình dài và gian nan. Bính Ngọ cũng được biết đến với tính cách quyết đoán và mạnh mẽ. Khi đã xác định được mục tiêu của mình, họ sẽ không ngần ngại bước tới để đạt được nó. Họ có một sức mạnh nội tâm dồi dào và không dễ dàng từ bỏ trước những trở ngại. Tuy nhiên, đôi khi chỉ sự quyết đoán này cũng có thể dẫn đến những xung đột trong mối quan hệ. Họ có thể không nhận ra rằng đôi khi mình cần phải lắng nghe ý kiến của người khác hơn là chỉ đứng vững với quan điểm của riêng mình. Cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ là một bức tranh đa sắc màu, nơi có những niềm vui, nỗi buồn và những bài học quý giá. Họ là những người sống hết mình với từng khoảnh khắc, không chỉ để trải nghiệm cuộc sống mà còn để học hỏi và trưởng thành từ những gì mình đã trải qua. Chính sự hòa quyện giữa tính cách mạnh mẽ và lòng nhân hậu đã tạo nên một con người Bính Ngọ đầy sức sống, luôn tìm kiếm hạnh phúc và niềm vui. Đồng thời,
không ngừng cống hiến cho những người xung quanh. Hành trình của họ vẫn tiếp diễn và mỗi ngày đều là một cơ hội mới để viết tiếp câu chuyện của cuộc đời mình, nơi mà họ không ngừng khám phá bản thân và thế giới. Cuộc sống của Bính Ngọ chắc chắn sẽ luôn thú vị và đáng để sống với những kỷ niệm đẹp và những điều tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước. Cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Trong những năm tháng vừa qua, họ đã phải đối diện với không ít khó khăn và vất vả. Những thử thách không chỉ đến từ công việc mà còn từ những mối quan hệ trong cuộc sống. Những khó khăn ấy đã dạy cho họ nhiều bài học quý giá khiến họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Bắt đầu từ áp lực công việc, Bính Ngọ thường gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Áp lực từ cấp trên và sự cạnh tranh trong môi trường làm việc luôn đè nặng lên vai họ. Có những đêm thức khuya họ ngồi bên bàn làm việc, suy nghĩ về những dự án chưa hoàn thành, những kế hoạch chưa thực hiện. Sự căng thẳng ấy không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn kéo theo sức khỏe. Những ngày dài mệt mỏi đã khiến họ đôi khi cảm thấy như bị dồn vào chân tường, không biết làm thế nào để thoát ra khỏi dòng xoáy công việc. Bên cạnh áp lực công việc, Bính Ngọ cũng không tránh khỏi những khó khăn trong mối quan hệ gia đình. Những xung đột nhỏ với người thân có thể xuất hiện và đôi khi chính những điều tưởng chừng như bình thường nhất lại khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Họ luôn muốn mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhưng đôi khi lại không thể tránh khỏi những lời nói làm tổn thương nhau. Những cuộc cãi vã trong gia đình, những giây phút căng thẳng đã để lại trong lòng họ nỗi buồn khó tả. Họ nhận ra rằng, dù ngoài xã hội có bao nhiêu thành công thì gia đình vẫn là nơi quan trọng nhất, nơi mà họ cần được yêu thương và thấu hiểu. Ngoài ra, trong những tháng vừa qua, người tuổi Bính Ngọ còn phải đối mặt với những thay đổi không lường trước, có thể là sự chuyển biến trong công việc, những cơ hội bị bỏ lỡ hoặc sự ra đi của một người thân yêu. Những cú sốc này đã khiến họ cảm thấy chênh vênh và lạc lõng. Họ từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi mãi như thế, nhưng thực tế đã dạy họ rằng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Những lúc như vậy, họ thường tìm đến những kỷ niệm đẹp để an ủi bản thân, để nhắc nhở rằng dù có khó khăn nhưng cuộc sống vẫn luôn có những điều tốt đẹp đang chờ đón. Trên hành trình vượt qua khó khăn, họ đã học được rằng sự kiên nhẫn và lòng can đảm là vô cùng quan trọng. Mỗi lần đứng dậy sau thất bại họ lại trở nên mạnh mẽ hơn. Họ học cách đón nhận những thử thách như một phần của cuộc sống và từ đó phát triển bản thân. Những bài học đau thương dù có thể khiến họ rơi nước mắt nhưng lại là nền tảng cho sự trưởng thành và vững vàng hơn trong tương lai. Họ cũng nhận ra rằng, bên cạnh sự cố gắng cá nhân, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác là điều cần thiết. Những cuộc trò chuyện với bạn bè, những lời động viên từ đồng nghiệp hay đơn giản là sự lắng nghe từ người thân đã giúp họ cảm thấy không đơn độc trong cuộc chiến của mình. Thực sự, đôi khi chỉ cần một cái ôm, một nụ cười hay một lời động viên chân thành cũng đủ làm dịu đi những nỗi lo toan trong lòng. Cuối cùng, qua tất cả những vất vả, người tuổi Bính Ngọ đã biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Họ đã học được rằng, những giây phút yên bình bên gia đình, những cuộc trò chuyện với bạn bè hay đơn giản là một buổi chiều tĩnh lặng ngắm hoàng hôn cũng đủ khiến họ hạnh phúc. Họ đã và đang trên hành trình tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Cuộc đời không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những khó khăn và thử thách đã giúp họ trở thành những con người kiên cường, biết yêu thương và sẻ chia. Hành trình của Bính Ngọ vẫn tiếp tục và mỗi ngày đều là một cơ hội mới để họ làm điều tốt đẹp hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả thế giới xung quanh. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này không chỉ đơn thuần là một khoảng thời gian trong năm, mà còn là một cột mốc quan trọng đối với người tuổi Bính Ngọ. Hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn không ít cơ hội vàng và những thử thách thú vị để vượt qua. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực và quyết tâm của bạn trong những tháng trước sẽ bắt đầu thu hoạch trái ngọt. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng hơn những thành quả từ công sức mình đã bỏ ra, từ đó tạo động lực cho bản thân tiếp tục vươn xa hơn trong cuộc sống. Các lĩnh vực như sự nghiệp, tài chính và tình cảm trong tháng này đều có những chuyển biến tích cực, mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn. Những khởi sắc này không chỉ mang lại niềm vui mà còn có thể là bàn đạp cho những thành công lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh những điều tốt đẹp, bạn cũng cần lưu ý đến sức khỏe và các mối quan hệ gia đình của mình. Bởi lẽ, một thân thể khỏe mạnh và sự hòa thuận trong gia đình sẽ là nền tảng vững chắc để bạn tận dụng tối đa những điều tốt đẹp mà tháng này mang lại. Hãy sẵn sàng mở lòng đón nhận những cơ hội mới và chuẩn bị tâm lý để biến chúng thành công trong cuộc sống.
Bằng cách kiên trì, nỗ lực và không ngừng cải thiện bản thân, bạn sẽ có thể tạo ra những bước tiến vượt bậc và viết nên những câu chuyện thành công cho riêng mình. Hãy để tháng 9 âm lịch này là một khởi đầu đầy hứa hẹn và trở thành một khoảng thời gian đáng nhớ trong hành trình của bạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Bính Ngọ sẽ có nhiều dấu hiệu khả quan, như một bức tranh đầy sắc màu đang dần hiện ra từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn. Thời gian đã trôi qua và giờ đây bạn sẽ cảm nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Những lời khen ngợi, những ánh mắt tán thưởng sẽ là những liều thuốc bổ tiếp thêm động lực mạnh mẽ để bạn tiếp tục phấn đấu hơn nữa. Những dự án mà bạn đã dày công đầu tư công sức trong suốt thời gian qua sẽ bắt đầu có kết quả rõ rệt, làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về những gì mình đã làm. Giữa tháng, khi một số cơ hội mới xuất hiện như ánh sáng giữa một buổi tối đầy sương mù, hãy tự tin trình bày ý tưởng của mình. Đây chính là thời điểm vàng để bạn khẳng định giá trị của bản thân trong công việc, thể hiện năng lực và khả năng lãnh đạo của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ và kế hoạch của bạn với đồng nghiệp, vì những đóng góp của bạn có thể sẽ làm thay đổi cục diện và đem lại thành công lớn cho cả đội nhóm. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có thể sẽ xảy ra một số hiểu lầm nhỏ với đồng nghiệp và điều này là điều bình thường trong môi trường làm việc. Việc duy trì thái độ bình tĩnh, khéo léo trong giao tiếp là rất quan trọng. Hãy nhớ rằng, sự giao tiếp tốt không chỉ giúp bạn giải quyết những mâu thuẫn, mà còn xây dựng được những mối quan hệ tích cực hơn trong công việc. Hãy để những vấn đề nhỏ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, mà thay vào đó hãy nhìn chúng như là những bài học quý giá. Cuối tháng, khi mọi việc đã ổn định, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với những thành quả đạt được. Đây là lúc để bạn ngồi lại và đánh giá những gì mình đã làm. Từ đó có thể cân nhắc đến các cơ hội thăng tiến trong công việc. Hãy để tháng 9 âm lịch này không chỉ là một khoảng thời gian làm việc, mà còn là một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nơi bạn có thể thấy được bản thân mình trưởng thành từng ngày, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch, trong bầu không khí đầy hứa hẹn của tháng 9 âm lịch, tài chính của người tuổi Bính Ngọ sẽ thực sự nở rộ như những bông hoa khoe sắc giữa tiết trời thu. Những dấu hiệu khả quan này báo hiệu rằng bạn sẽ có khả năng nhận được các khoản thu nhập từ những dự án hoặc đầu tư đã thực hiện trước đó. Sự chuẩn bị chu đáo và kế hoạch tài chính tỉ mỉ mà bạn đã dày công xây dựng sẽ phát huy tác dụng, mang lại những khoản lợi nhuận đáng kể, giúp bạn cảm nhận rõ ràng giá trị của những nỗ lực đã bỏ ra. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn xem xét lại các khoản đầu tư của mình, tìm kiếm những cơ hội mới, từ đó mở ra những cánh cửa tài chính rộng mở hơn trong tương lai. Tuy nhiên, trong mọi cơn bão táp của cuộc sống, cũng cần có những cơn gió nhẹ để giữ cho mọi thứ không bị xáo trộn. Sự cẩn trọng trong các quyết định tài chính là điều không thể thiếu. Hãy tránh xa những khoản chi tiêu không cần thiết, vì những cám dỗ có thể đến bất ngờ. Đặc biệt là vào cuối tháng, khi mà có khả năng xuất hiện một số chi phí không mong muốn, hãy như một người lái thuyền cẩn trọng, luôn kiểm tra bản đồ và điều hướng cẩn thận để không bị lạc giữa đại dương tài chính mênh mông. Nếu có thể, hãy tìm kiếm sự tư vấn từ những người có kinh nghiệm, những người đã từng vượt qua những thách thức tương tự. Họ có thể cho bạn những lời khuyên quý giá, giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn và an toàn hơn. Hãy mở lòng đón nhận những ý kiến đó, vì chúng có thể dẫn bạn đến con đường tài chính thịnh vượng mà bạn mong muốn. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch sẽ là một thời kỳ đầy tiềm năng để cải thiện tình hình tài chính của bạn. Hãy nắm bắt và tận dụng tốt mọi cơ hội, vì sự thành công không chỉ đến từ những gì bạn làm, mà còn từ những quyết định thông minh và cẩn trọng mà bạn lựa chọn. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch, trong tháng 9 âm lịch này, tình duyên của người tuổi Bính Ngọ sẽ tỏa sáng như ánh nắng ban mai, mang đến nhiều khởi sắc và niềm vui. Những người đã có gia đình sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với nửa kia của mình. Đây thực sự là thời điểm lý tưởng để bạn dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau thực hiện những hoạt động thú vị, từ những buổi dạo chơi đến những bữa tối ấm cúng. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp hâm nóng lại tình cảm mà còn tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ,
khiến mối quan hệ trở nên bền chặt hơn. Những cuộc trò chuyện giữa hai bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, giúp hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trước đó. Đừng ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình, bởi sự thấu hiểu và thông cảm là nền tảng vững chắc để xây dựng một tình yêu bền lâu. Hãy lắng nghe nhau và bạn sẽ thấy rằng chỉ cần một chút kiên nhẫn và tình thương, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách êm đẹp. Đối với những ai đang độc thân, tháng này có thể mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ người mới. Hãy mở lòng tự tin tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích và đam mê. Biết đâu một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ đưa bạn đến một tình yêu đẹp mà bạn không ngờ tới. Hãy để trái tim bạn mở ra đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng có thể xuất hiện một số xung đột nhỏ trong gia đình. Đôi khi những vấn đề tưởng chừng như nhỏ nhặt lại có thể trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng. Vì vậy, hãy lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người, cố gắng giữ không khí hòa hợp trong gia đình. Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, một mối quan hệ hạnh phúc không chỉ dựa vào tình yêu mà còn cần đến sự sẻ chia, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ cần bạn mở lòng và sẵn sàng thì tháng 9 âm lịch này sẽ mang đến cho bạn nhiều điều kỳ diệu trong tình yêu. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này sẽ là thời điểm mà người tuổi Bính Ngọ cần đặc biệt chú ý đến bản thân trong cuộc sống bận rộn với những áp lực công việc và trách nhiệm hàng ngày. Bạn có thể sẽ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Chính vì vậy, việc chăm sóc bản thân là điều vô cùng cần thiết. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có, và chỉ khi khỏe mạnh, bạn mới có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn để làm mới bản thân. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn những phút giây yên bình, giúp bạn nạp lại năng lượng, làm sạch tâm trí và phục hồi sức lực. Hãy tìm cho mình những hoạt động thư giãn yêu thích, có thể là một buổi đi dạo trong công viên hay đơn giản chỉ là ngồi thiền, đọc sách hay thưởng thức một ly trà thơm. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý cũng là một phần quan trọng không kém. Đặc biệt hãy chú ý bổ sung nhiều rau xanh và trái cây vào khẩu phần ăn hàng ngày để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó, nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao, hãy khởi động kỹ càng để tránh chấn thương không đáng có. Hãy lắng nghe cơ thể của mình. Đôi khi những dấu hiệu nhỏ như mệt mỏi hay đau nhức có thể là tín hiệu cảnh báo. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe kịp thời. Chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp bạn duy trì năng lượng, mà còn tạo điều kiện cho bạn thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, một tâm hồn khỏe mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Tháng 9 âm lịch này, hãy đặt sức khỏe lên hàng đầu, để bạn có thể không chỉ sống mà còn sống một cách trọn vẹn, đầy ý nghĩa. Những hành động tích cực hôm nay sẽ tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong tương lai, giúp bạn bước vào những cơ hội mới với sức mạnh và quyết tâm lớn nhất. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch. Ngày này, đầu óc bản mệnh linh hoạt, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh và tình huống xảy đến. Ngày này cũng rất thích hợp để bạn ưu tiên xử lý những công việc khó, để tranh thủ lúc đầu óc minh mẫn và sáng suốt, lực tập trung cũng tốt hơn. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh gặp may mắn về tài lộc, đặc biệt là các khoản thu ngoài luồng từ công việc tay trái hay trúng thưởng, hoặc được nhận quà. Trong một ngày đang dưỡng tài thế này, bạn cũng có thể tranh thủ tiến hành các kế hoạch đầu tư kinh doanh mà mình ấp ủ từ lâu. Đôi khi liều một chút lại giúp bạn nhận được khoản lợi nhuận vô cùng hậu hĩnh đấy. Có câu liều ăn nhiều mà. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Ngày này, tinh thần của bạn hăng hái và nhiệt tình, sẵn sàng lao mình vào mọi việc. Năng suất được cải thiện rõ rệt nên dễ dàng hoàn thành tốt công việc. Bạn có thể sẽ được cấp trên đánh giá cao với biểu hiện xuất sắc. Ngày 12 tháng 9 âm lịch. Đây là một ngày dưỡng tài nên bạn chớ bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền trong ngày này nhé. Bạn sẽ có thu nhập tốt, việc hợp tác, làm việc chung với người khác dễ thấy thành quả hiện hữu. Ngày 17 tháng 9 âm lịch. Ngày này, vận khí lên cao, mưu sự dễ thành, bản mệnh cần có sự chủ động để không bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Ngày này, bạn cũng có thể tranh thủ học hỏi kinh nghiệm,
mở rộng tầm nhìn khi làm việc chung với người có năng lực bên cạnh. Điều đó sẽ rất hữu ích cho sự phát triển sau này của bạn. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, các nguồn đầu tư có cơ hội thu về, tài khoản nhảy số liên tục, một vài khoản vay mượn cũng được hoàn trả đúng thời hạn, tài sản tích lũy ngày càng tăng lên, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày 19 tháng 9 âm lịch. Ngày này thích hợp để mưu sự, bản mệnh hãy mạnh dạn tiến hành các kế hoạch trong công việc. Cấp trên sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác xưa và trao cho bạn những trọng trách đúng với năng lực. Đó là thách thức không nhỏ nhưng cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn bứt phá. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Với tính cách hài hước và hòa đồng, ngày này bạn sẽ có cơ hội được thể hiện và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người, giúp khuấy động bầu không khí rất nhanh. Nhờ đó, các mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn. Rất có thể bạn sẽ gặp được quý nhân và được đối phương dẫn dắt. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch mở ra như một cánh cửa đầy hứa hẹn dành cho người tuổi Bính Ngọ. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi, bạn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mới như làn gió mát thổi vào tâm hồn, tiếp thêm động lực mạnh mẽ để bạn thực hiện những ước mơ, dự định đã ấp ủ từ lâu. Đây chính là thời điểm mà những nỗ lực của bạn trong những tháng qua sẽ bắt đầu được đền đáp và bạn sẽ thấy rằng công sức của mình không hề uổng phí. Trong công việc, những đóng góp của bạn sẽ không chỉ đơn thuần là những con số mà còn là giá trị tinh thần, thể hiện sự cống hiến và tâm huyết. Có khả năng cao bạn sẽ nhận được lời khen ngợi từ cấp trên. Điều này không chỉ nâng cao tinh thần làm việc mà còn giúp bạn tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân, từ đó tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng, bạn cần phải chú ý đến việc giao tiếp với đồng nghiệp. Có thể xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ nhưng hãy nhớ rằng chính sự bình tĩnh và khéo léo trong cách giải quyết sẽ là chìa khóa giúp mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Cuối tuần, hãy để tâm đến tài chính của bạn vì có thể có một cơ hội nhỏ xuất hiện. Nhưng hãy thận trọng trong các quyết định đầu tư, sự cẩn trọng sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Hãy luôn giữ một tinh thần lạc quan và chủ động, bởi tuần này đang mở ra trước mắt bạn như một hành trình mới đầy hứa hẹn. Bạn hoàn toàn có thể biến những cơ hội này thành công rực rỡ. Tử vi tuần thứ hai trong tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, tức từ ngày mùng 8 đến 14 tháng 9 âm lịch. Bước sang tuần thứ hai của tháng 9 âm lịch như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của bạn. Sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đầy hứa hẹn. Đây là thời điểm mà bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội mới, từ những hợp đồng tiềm năng cho đến các dự án hợp tác đầy triển vọng. Những cơ hội này không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn mở ra cánh cửa cho sự phát triển nghề nghiệp của bạn. Đây là lúc lý tưởng để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp của mình. Hãy mạnh dạn trình bày ý tưởng và đề xuất của bản thân, vì sự tự tin của bạn sẽ thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Có thể bạn sẽ trở thành tâm điểm trong các cuộc họp, nơi mà những đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận và đánh giá cao. Hãy nhớ rằng, những ý tưởng sáng tạo và cái nhìn khác biệt của bạn có thể tạo ra bước ngoặt trong dự án mà bạn đang tham gia. Tuy nhiên, giữa những hứa hẹn và cơ hội đó, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của bản thân. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Hãy nhớ dành thời gian cho các hoạt động thư giãn, từ việc đọc sách, nghe nhạc cho đến việc tập thể dục nhẹ nhàng, để giữ cho tâm trí luôn minh mẫn và sảng khoái. Trong các mối quan hệ cá nhân, hãy cẩn trọng trong việc giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có. Những cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành sẽ giúp duy trì sự hòa hợp trong gia đình và bạn bè. Nhìn chung, tuần này mang đến cho bạn nhiều cơ hội nhưng hãy đảm bảo rằng bạn cũng chăm sóc bản thân và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp để không bỏ lỡ những điều quý giá trong cuộc sống. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, tức từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 9 âm lịch sẽ mở ra một thời điểm bùng nổ trong sự nghiệp của bạn, như những tia nắng rực rỡ chiếu sáng con đường phía trước. Những dự án mà bạn đã đầu tư, công sức và tâm huyết sẽ bắt đầu thu hoạch trái ngọt, mang đến cho bạn những thành công mà bạn hằng mong đợi.
Đây không chỉ là thời điểm để bạn nhận được sự công nhận từ cấp trên, mà còn là cơ hội để bạn tỏa sáng với những khả năng và tài năng vốn có của mình. Đừng ngần ngại chia sẻ những ý tưởng mới của mình, vì đây chính là lúc bạn có thể khẳng định giá trị của bản thân. Trong môi trường làm việc, hãy tự tin trình bày quan điểm của mình và biết rằng những đóng góp của bạn có thể tạo ra những bước ngoặt quan trọng trong dự án hoặc kế hoạch lớn mà bạn đang tham gia. Sự sáng tạo và dũng cảm của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và đây sẽ là một dấu ấn đẹp trong sự nghiệp của bạn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong công việc, hãy chú ý đến các mối quan hệ trong gia đình. Một vài xung đột nhỏ có thể phát sinh, đặc biệt nếu bạn không lắng nghe ý kiến của người khác. Hãy nhớ rằng, gia đình là chỗ dựa vững chắc và sự hỗ trợ từ người thân sẽ là động lực lớn cho bạn trong cả công việc và cuộc sống. Hãy tìm cách hòa giải, duy trì sự hòa thuận trong gia đình và dành thời gian cho những người bạn yêu thương. Chỉ khi tâm hồn bạn được bình yên, bạn mới có thể tỏa sáng hết mình trong sự nghiệp và cuộc sống. Tuần này, hãy tạo ra sự cân bằng giữa công việc và gia đình để đón nhận những cơ hội với tâm thế tích cực. Bạn xứng đáng nhận được thành công và hạnh phúc trong cả hai lĩnh vực này. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966, tức từ ngày 22 đến hết tháng 9 âm lịch. Tuần cuối tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc như những cánh cửa mới mở ra trước mắt bạn. Sự nỗ lực và cống hiến của bạn trong suốt tháng sẽ được đền đáp xứng đáng và những gì bạn đã kiên trì phấn đấu sẽ bắt đầu cho thấy rõ thành quả. Có khả năng bạn sẽ nhận được một cơ hội thăng chức hoặc một khoản tiền thưởng bất ngờ như một phần thưởng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của bạn. Hãy trân trọng những thành công này, nhưng cũng đừng quên rằng khi đạt được thành công, bạn vẫn cần giữ vững thái độ khiêm và cầu thị. Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khả quan trong sự nghiệp, hãy chú ý đến tình hình tài chính của bạn. Tuần này có thể xuất hiện những biến động nhỏ, vì vậy hãy cẩn trọng trong việc chi tiêu. Đặc biệt, hãy chuẩn bị cho những chi phí bất ngờ có thể xuất hiện vào cuối tháng. Việc quản lý tài chính một cách thông minh sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và tránh được những căng thẳng không đáng có. Về sức khỏe, đây cũng là lúc bạn cần chú ý chăm sóc bản thân một cách kỹ lưỡng hơn. Hãy lắng nghe cơ thể mình và nếu cảm thấy có dấu hiệu không khỏe, đừng ngần ngại đi khám để đảm bảo sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Cuộc sống là một hành trình dài và sức khỏe chính là nền tảng vững chắc cho mọi kế hoạch và ước mơ. Vật phẩm phong thủy trong tháng 9 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Để tăng cường may mắn và tài lộc, trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ có thể tận dụng sức mạnh của các vật phẩm phong thủy. Những vật phẩm này không chỉ mang lại năng lượng tích cực mà còn giúp bạn khai mở những cơ hội mới trong cuộc sống. Một trong những lựa chọn nổi bật chính là đá thạch anh. Được biết đến như một loại đá quý có khả năng hấp thụ và phát tán năng lượng, đá thạch anh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn mang lại sự bình an và thịnh vượng cho không gian sống. Đá thạch anh với màu sắc đa dạng, từ trắng, hồng đến tím, mỗi loại đều có những công dụng riêng. Đá thạch anh trắng giúp làm sạch năng lượng tiêu cực, trong khi thạch anh hồng hỗ trợ cho tình yêu và sự hòa hợp trong gia đình. Hãy đặt một viên đá thạch anh trên bàn làm việc hoặc trong phòng ngủ để tăng cường sự tập trung và thu hút năng lượng tốt. Ngoài ra, một vật phẩm không thể thiếu chính là bức tượng ngựa, là biểu tượng của sức mạnh tự do và phát triển. Đặt bức tượng ngựa ở cửa ra vào hoặc trên bàn làm việc sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, giúp bạn mở ra những cơ hội tốt trong sự nghiệp và cuộc sống. Ngựa còn mang lại may mắn trong công việc, khuyến khích sự phát triển và bứt phá. Chính vì thế, đây là một vật phẩm rất đáng để sở hữu trong tháng 9 âm lịch này. Cũng đừng quên các vật phẩm phong thủy khác như cây xanh, cây cối, không chỉ mang lại sức sống cho không gian mà còn tạo nên bầu không khí trong lành, tươi mát. Bạn có thể lựa chọn những cây có ý nghĩa phong thủy tốt như cây phát lộc, cây kim tiền hay cây tiền tài. Những loại cây này không chỉ đẹp mắt mà còn giúp thu hút tài lộc, cải thiện vận khí cho người tuổi Bính Ngọ. Ngoài ra, những món đồ trang trí mang tính tự nhiên như tranh phong cảnh hoặc các vật phẩm làm từ gỗ tự nhiên cũng góp phần tạo nên không gian tích cực. Chúng sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và tinh thần phấn chấn để vượt qua mọi khó khăn trong tháng 9 âm lịch này. Hãy nhớ rằng, môi trường xung quanh có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và sự sáng tạo của bạn. Vì vậy, hãy chăm sóc cho không gian sống của mình một cách chu đáo. Tháng 9 âm lịch là thời điểm tuyệt vời để bạn áp dụng những vật phẩm phong thủy này, không chỉ nhằm thu hút tài lộc mà còn tạo dựng một không gian sống và làm việc tràn đầy năng lượng tích cực.
Hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp mà tháng này mang lại và để những vật phẩm phong thủy đồng hành cùng bạn trong hành trình hướng đến thành công. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, mỗi người đều trải qua những thăng trầm, những vui buồn và những thử thách. Trong bối cảnh bộn bề ấy, triết lý sống theo tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn trở thành một kim chỉ nam quý giá, giúp con người vượt qua khó khăn, tìm thấy ý nghĩa và bình an trong tâm hồn. Tìm kiếm sự thật. Chân hay sự chân thật chính là nền tảng đầu tiên trong triết lý này. Khi chúng ta sống chân thật không chỉ với bản thân mà còn với mọi người xung quanh, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ và sự phát triển cá nhân. Sống chân thật giúp ta không phải giả dối, không phải che đậy và cũng không phải sống trong sự sợ hãi. Tìm kiếm sự thật không chỉ đơn thuần là nói ra sự thật, mà còn là việc hiểu rõ bản thân. Điều này có nghĩa là ta phải đối diện với những cảm xúc, những yếu điểm của mình mà không hề né tránh. Khi chấp nhận những điều không hoàn hảo trong chính mình, ta sẽ học được cách yêu thương và thông cảm với bản thân. Sự chân thật trong chính mình sẽ mở ra con đường dẫn đến sự tự do, tự tại và hạnh phúc. Hai là thiện, yêu thương và chia sẻ sau khi tìm kiếm chân lý. Điều tiếp theo cần làm là thực hành thiện, tức là yêu thương và lòng tốt. Thiện không chỉ là một từ ngữ mà là một hành động, một thái độ sống khi ta đối xử tốt với người khác. Chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn cho chính mình hành động tốt đẹp, dù là nhỏ bé cũng có thể tạo ra những làn sóng tích cực trong cộng đồng. Sống thiện lương là biết sẻ chia, giúp đỡ người khác mà không cần điều kiện. Những hành động này có thể là giúp đỡ người gặp khó khăn, tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười với người xung quanh. Tình yêu thương và sự đồng cảm sẽ lan tỏa, tạo dựng một môi trường sống tích cực, nơi mọi người có thể cùng nhau phát triển. Ba là nhẫn, kiên nhẫn và tha thứ. Nhẫn hay kiên nhẫn chính là một phẩm hạnh cần thiết trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường cảm thấy áp lực và căng thẳng, những khó khăn, thử thách không ngừng đổ về khiến ta dễ nản lòng. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hành nhẫn, chúng ta sẽ học được cách kiên nhẫn chờ đợi, vượt qua những khó khăn mà không mất đi lòng tin vào bản thân và cuộc sống. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà còn là khả năng chịu đựng những nỗi đau, những cảm xúc tiêu cực. Điều này có nghĩa là ta không chỉ cần nhẫn nhịn khi gặp khó khăn, mà còn cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương ta. Tha thứ không có nghĩa là quên đi mà là giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, để ta có thể tiến về phía trước với trái tim nhẹ nhàng hơn. 4. Ứng dụng triết lý trong cuộc sống hàng ngày. Khi áp dụng triết lý, chân, thiện, nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, mỗi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực bằng cách sống chân thật. Ta tạo ra mối quan hệ đáng tin cậy và bền vững với những người xung quanh. Khi thực hành lòng tốt, ta không chỉ làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn mà còn mang lại niềm vui cho chính mình. Cuối cùng, khi học được cách kiên nhẫn và tha thứ, ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và có khả năng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. 5. Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cuộc sống không chỉ đơn thuần là những gì diễn ra hàng ngày, nó là hành trình mà mỗi chúng ta cần tìm kiếm ý nghĩa và giá trị riêng. Triết lý chân, thiện, nhẫn giúp ta định hình cái nhìn của mình về cuộc sống để nhận ra rằng mỗi thử thách, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đều mang một bài học quý giá. Những bài học này không chỉ làm giàu thêm trải nghiệm của bản thân mà còn giúp ta phát triển thành những con người tốt đẹp hơn trong một xã hội đầy biến động. Việc giữ vững các giá trị chân, thiện, nhẫn trở thành điều cần thiết để mỗi người có thể đứng vững, phát triển và đóng góp tích cực cho xã hội. Hãy nhớ rằng, sống theo triết lý này không chỉ làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, mà còn có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới xung quanh. Bạn hãy để chân, thiện, nhẫn trở thành ánh sáng dẫn đường cho cuộc sống của bạn, mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Trên đây là tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.